Nghỉ việc gần 5 tháng chỉ với 12 triệu trong túi. Câu chuyện chuẩn bị tài chính trước khi nghỉ việc. Tiết kiệm bao nhiêu tiền mới có thể nghỉ việc luôn là một câu hỏi khó đối với mọi người. Có người cho rằng không cần tiền tích lũy cũng có thể nghỉ việc. Xong, cũng có người nghĩ rằng một tỷ cũng chẳng đủ an toàn để thất nghiệp. Nghỉ việc khi chỉ có 30 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm. Mai Anh, 24 tuổi, nhân viên văn phòng dù mới đi làm 2 năm nhưng cũng đã có một lần đổi việc. Lúc đó, mình quyết định nghỉ việc và chưa tìm được bến đỗ mới, phải khoảng hơn 2 tháng sau mình mới bắt đầu quay lại làm việc. Vào thời điểm đó, do thu nhập không quá cao nên mình chỉ có vỏn vẹn khoảng 30 triệu đồng tiền tiết kiệm trong tài khoản. Theo Mai Anh, nghỉ việc trong lúc chưa có việc mới đồng nghĩa với việc thu nhập sẽ gần như về số 0. Dù tạm cắt bỏ nhiều yêu cầu như mua sắm, ăn chơi, việc phải sử dụng đến khoản tiết kiệm là không thể tránh khỏi. Điều này cũng khiến cô bạn có đôi chút lo lắng. Vì vậy, mai anh đã có những sự thay đổi trong tài chính cá nhân để xoay sở trong thời gian nghỉ việc này. Mai anh chỉ dùng tiền cho những nhu cầu thiết yếu. Nếu khi có công việc với thu nhập ổn định, mình thường tiêu 10 đến 15% lương cho khoản mua sắm. Khi nghỉ việc mình đã quyết định chỉ mua nếu thực sự cần hoặc có dịp đặc biệt. Mình cũng không tham gia quá nhiều buổi tụ tập như trước nữa để có thời gian đầu tư phát triển bản thân cũng như lên kế hoạch tìm kiếm công việc tiếp theo. Cô bạn chia sẻ rằng bản thân chỉ có 30 triệu trong tiết kiệm vẫn quyết định nghỉ việc vì cô bạn tự tin có thể tìm việc trong khoảng thời gian tiếp theo. Mai Anh cho rằng lúc đó trên thị trường lao động cũng có nhiều cơ hội, do vậy tối đa chỉ mất 4 tháng để tìm việc. 30 triệu là hoàn toàn đủ để có thể sống sót cho đến thời điểm làm việc trở lại. Từng hai lần nghỉ việc với số tiền tích lũy ít ỏi. Phương Vi, 26 tuổi, copywriter từng hai lần nghỉ việc trước khi tìm được công ty mới. Một lần là cô bạn chủ động nghỉ, còn lần khác là do bị cắt giảm nhân sự. Lần đầu tiên khi đó mình mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm đi làm công sở nên cảm thấy không hợp và quyết định nghỉ. Lúc đó tài khoản của mình không thể đến nổi 10 triệu. Còn lần thứ hai thì có khá hơn, mình cũng đã biết tiết kiệm để dành cho những trường hợp bất ngờ, nhưng cũng không nhiều. Lúc nghỉ việc trong tài khoản mình có 12 triệu. Cô bạn chia sẻ rằng cũng có lúc hoang mang, nhưng trong tình thế lúc đó cũng không thể nào kiếm việc nhanh được nên quyết định thả trôi. Vào lần thứ hai nghỉ việc, cô bạn đã nghỉ ngơi khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, bởi vì ở cùng bố mẹ nên Phương Vi gần như không quá gặp khó khăn trong câu chuyện tài chính. Mình hạn chế đi chơi với bạn bè, thi thoảng đành trai mặt xin bố mẹ nếu có chuyện gì gấp gáp hay cần nhiều tiền lắm chẳng hạn. Mình không mua sắm đồ gì mới hết. Trước đó, mình vừa đi làm vừa đi học thêm các môn ngoại khóa hay tập thể dục ở trung tâm nên cũng cắt giảm luôn khoản này. Ngoài ra, mình cũng không góp mặt trong các cuộc vui bạn bè nhiều nữa. Nhưng đương nhiên với số tiền ít ỏi đó mình chỉ cầm chừng được trong khoảng 3 tháng, song song với đó vẫn tìm kiếm công việc mỗi ngày, kể cả làm ngắn hạn để xoay vòng thu nhập. Theo Phương Vi, nếu có khả năng tài chính vững mạnh, quyết định nghỉ việc sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, luôn có cách để xoay sở trong câu chuyện tài chính khi nghỉ việc, đặc biệt bố mẹ vẫn luôn là một chỗ dựa vững chắc. Và trong những lúc quá mệt mỏi với công việc, trở lại với gia đình không phải là chuyện gì quá xấu hổ. Tự tin sống thoải mái với 100 triệu trong một năm nghỉ việc. Gần đây câu chuyện bạn trẻ sinh năm 98 quyết định nghỉ việc với 100 triệu trong tài khoản đã tạo nhiều tranh luận. Cô bạn chia sẻ rằng bản thân vẫn tiếp tục tìm việc nhưng trong trường hợp xấu nhất là thất nghiệp một năm thì 100 triệu cũng giúp tự tin sống thoải mái. Tuy nhiên, điều này đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt xoay quanh việc chỉ có 100 triệu mà đã tự tin nghỉ việc. Theo máy anh, cô bạn cảm thấy thấy khá bất ngờ khi nhân vật nhận về nhiều phán xét, cũng như quan điểm của nhiều người về việc 100 triệu hít cái là hết hay có 100 triệu mà cũng đòi nghỉ việc. Mai Anh cảm thấy xã hội bây giờ rất đa dạng, thu nhập của mỗi người là khác nhau và cả chất lượng cuộc sống cũng vậy. Do đó, có những người ngày tiêu vài chục triệu cũng không đủ, nhưng cũng có những người chỉ tiêu vài trăm nghìn mỗi ngày. Mình nghĩ nhân vật trong câu chuyện đã tính toán rất kỹ rằng, một tháng bạn ấy chỉ cần tiêu khoảng 7 đến 8 triệu thôi thì 100 triệu trong 12 tháng là hoàn toàn đủ với nhu cầu của bạn. Với mình, việc sở hữu số tiền tiết kiệm như vậy cũng chứng tỏ rằng bạn ấy là người biết cân đối chi tiêu và chuẩn bị dự phòng cho tương lai mọi người hơi khắt khe rồi. Còn đối với Phương Vi, nghỉ việc một năm mà tài khoản 100 triệu là nhiều đó chứ. Chia trung bình ra mỗi tháng tiêu khoảng 7 đến 8 triệu, đây là con số hợp lý với một bạn trẻ sống độc thân. Trên thực tế, cũng nhiều gia đình có mức chi tiêu như vậy, họ vẫn sống ổn. Nói chung ai có bao nhiêu, họ sẽ tự biết cân đối bấy nhiêu để phù hợp với cuộc sống của mình. Còn việc bạn ấy đi làm chăm chỉ để kiếm 100 triệu rồi nghỉ cũng là bình thường. Dành thời gian tận hưởng thành quả của mình làm ra, sau đó lấy lại năng lượng tiếp tục làm việc mình ủng hộ lối sống này phương vi chia sẻ